Tại buổi làm việc giữa đại diện công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu công ty BOT cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thực hiện đảm bảo tiến độ đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Hưởng, tính đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ cho 3.292 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận với tổng diện tích 458 ha. Đối với công tác giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện đang được ngành điện khẩn trương thực hiện. Như vậy, về vấn đề mặt bằng để thi công dự án xem như đã tạm ổn. Tuy nhiên, nguồn vốn đâu để thi công thì đến nay vẫn đang là bài toán nan giải, khiến nhà đầu tư và các nhà thầu đau đầu. Hy vọng rằng trong thời gian từ giờ đến cuối tháng, các em sẽ giải quyết triệt để vấn đề để di dời các hệ thống cơ sở tầng và mặt bằng để công ty BOT được nhận cái mặt bằng sạch. Về phần công ty BOT thì chúng tôi cùng với các nhà thầu sẽ tích cực triển khai thi công để đạt được cái tiến độ đã đề ra, và xin hứa với các anh là trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, khi được nhận và giao mặt bằng chúng tôi sẽ triển khai thi công ngay chính những mặt bằng và không để tình trạng tái lấn chiếm hoặc là gây khó khăn trong công tác sau này. Trước đó một ngày, ông Lưu Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đã tỏ ra lo lắng trong buổi khảo sát thực tế tại công trường thuộc dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Toàn bộ các gói thầu chúng tôi đang triển khai thi công và cái khối lượng thì hiện nay là đạt khoảng 25-26%, gấp đôi là so với nhiều năm trước đây đã thực hiện. Các cái điều kiện để phục vụ cho mà sẵn sàng cho cái tần suất thi công cao đấy là hoàn toàn có thể là có khả năng để triển khai. Cái khó khăn lớn nhất của dự án mà nhiều tháng nay và chúng tôi cũng đã nói rất nhiều rồi, phải nói rất nhiều là đó là chính là cái nguồn vốn cho cái việc triển khai dự án. Thì đối với nguồn vốn thì chúng ta có ba cái nguồn trong cái dự án, có ba nguồn vốn. Thứ nhất là vốn của các nhà đầu tư và nhà thầu, thứ hai là nguồn vốn của ngân sách nhà nước cam kết hỗ trợ, và thứ ba là vốn tín dụng ngân hàng. Thì đến giờ cái nguồn thứ nhất, cái nguồn vốn của các nhà đầu tư và nhà thầu chúng tôi đã giải ngân vào đây khoảng 3.000 tỷ. Và thực sự là đến giờ lúc này thì cũng là rất kiệt quệ, rất khó khăn rồi. Còn lại cái nguồn vốn của ngân sách nhà nước thì là chúng tôi cũng đã nghe là có nhiều cái sự cam kết từ các lãnh đạo cao của chính phủ trước Quốc hội, trước người dân rất nhiều lần, cũng đã biết được rằng là có cái việc là chính phủ đã trình cái nguồn vốn hỗ trợ dự án lên Quốc hội. Tuy nhiên đến giờ phút này cái thông tin chính thức, cái kết quả làm sao chúng tôi cũng chưa có được. Hiện nay là chúng tôi rất là quan ngại, nên là cái việc là nếu mà trong trường hợp cái nguồn vốn nó chậm thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà tổ chức triển khai dự án. Đặc biệt là các tổ chức tín dụng thì người ta cũng coi như đây là một cái điều kiện, cái vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án là một cái điều kiện để người ta xem xét cấp vốn cho dự án. Hiện nay thì phải nói thật sự là trên công trường chúng tôi cũng đang cố gắng để tổ chức duy trì cái nhịp độ làm việc như các vị có thấy đấy. Tuy nhiên là phải nói thật sự là đến giờ thì phải nói là chúng tôi cũng rất quan ngại là không thể biết là kéo dài đến lúc nào. Sau buổi khảo sát, ông Thủy cho rằng các nhà thầu và nhà đầu tư đã cạn kiệt sức lực và không còn cầm cự được lâu. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận khởi công năm 2009, dài hơn 51 km, đi qua 5 huyện của tỉnh Tiền Giang. Đây là dự án trọng điểm giảm tải cho quốc lộ 1A. Cao tốc là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối vùng Tây Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.